chúng ta đi tiếp. Không gian mình sau khi đã thiết lập cái background, cái phông bên ngoài, sử dụng V-Ray Line, sử dụng V-Ray Material Line để mình set bên ngoài. Thì chúng ta cũng có thể là tại sao tôi không dùng V-Ray Material bình thường mà tôi dùng V-Ray Line Material rồi tôi mới đưa hình vào thay thế cho cái màu sáng sáng, màu trắng sáng của nó. Thì ý tôi muốn là cái không gian bên ngoài tôi có thể tăng giảm cái độ sáng nó lên nhiều ít tùy theo ý tôi. Ví dụ như đây là tôi mặc định cái ánh sáng, cái ảnh mình đưa vào trong cái V-Ray Material Light đang là mức độ 1. Bây giờ tôi tăng lên thành mức độ 2 và tôi render lại, chúng ta sẽ thấy là cái không gian bên ngoài nó sáng hơn gấp đôi. Đó thì thường thường phông, cái phông bên ngoài tôi hay, mọi người ta hay sử dụng cái V-Ray Material Light thì chúng ta điều khiển được cái độ sáng. Điều khiển độ sáng tối của cái hình mình cho làm phông bên ngoài. Thì đây nó tăng gấp đôi này, thì không gian mình nó sáng hơn. Do vậy thì tôi không thích sáng nhiều thế này, tôi sẽ giảm nó 1.5. Đồng thời tôi mới cho cái ánh sáng này nè lên cao hơn, tôi không muốn nó nằm ở đây, cao hơn chút xíu. Thì cao hơn chút xíu thì tôi mới vào trong đây và tôi tăng cái UVW map này, cái V offset này lên nữa. Chúng ta có thể xem chỗ này. Đây ha, tôi muốn đưa lên. Đi lên, giật lên, giật lên cao hơn chút. Bạn có thể chọn environment đây cũng được này. Đó, ảnh nó phẳng ra như vậy bạn dễ quan sát cũng được này. Rồi, bây giờ chúng ta render lại. Bây giờ tôi mới tăng từ 1 lên 1.5. Đồng thời tôi điều chỉnh lại cái map. Đó, thì không gian mình nó tối hơn đi một chút xíu so với chúng ta để 2 chấm hồi nãy. Và khi tôi chọn, tôi đổi thành environment map thì chúng ta thấy rằng nó, cái không gian, cái texture của mình nó phẳng. Còn nếu mình chọn texture thì không gian mình nó phồng cong. Không gian mình nó phồng cong thì tạo cảm giác nó không thật, tức là mấy cái này nó, mấy cái không gian này nó bị căng giãn ra, nhìn không có thật. Thì tôi chọn environment mà tôi điều chỉnh lại, sao cho ánh mặt trời, ánh mặt trăng của tôi ở đây nó sẽ xích lui qua đây. Thì đây là tôi đang chọn environment. Mình để ở đây cũng được, đúng được, nhưng mà tôi đang tăng lên gấp đôi này, đang thay này, thay 1.8. Bây giờ ví dụ tôi thay 1 thôi, để chúng ta xem lại, tức là một tấm hình duy nhất thôi, không tăng gấp đôi. Chúng ta nhớ là không, cái phông bên ngoài tôi vẽ từ một tấm len rất là rộng, đúng không? Thế nên mà khi mà cái hình nó bị giãn rộng ra, đương nhiên là không gian nó sẽ rộng hơn, và chúng ta phải xem sao cho nó thật. Đó, thì nó như vậy. Nó không có bị lặp lại mà hai lần. Thì không gian như vậy cũng ok. Còn chúng ta muốn có như là ánh sáng ở đây thì chúng ta điều chỉnh từ từ. Giờ đây mặt trời đây thì ta muốn xích qua bên đây. Tôi thử cho về giá trị, xích qua bên đây ha. Rồi, render lại lần nữa. Cũng có thể là ánh sáng của mình hơi bị căng. Bây giờ tôi ra ngoài tôi ăn tên Q để tôi coi xem nhé. Đây, chọn bạn này, ăn tên Q còn lại bao nhiêu ha, chúng ta ren một mình thôi, em ta coi xem giờ ánh trăng mình, cái ánh trăng chiều, trời chiều này, đại khái lại cái bầu trời chiều đang bị chuyển có tới đây rồi. Giờ tôi muốn lùi trở lại, đúng không? Cho nên tôi sẽ điều chỉnh lùi trở lại và cả lùi xuống, lùi lại, tăng lên, đúng không? Tăng lên, lùi lại, rồi lùi xuống chút, lùi xuống thì mình cho âm, rồi render lại. Đấy, không gian mình như vậy. Bây giờ mình cho lên, hiển thị lên tất cả.
Rồi, mình lại render lần nữa xem. Bây giờ mình muốn đưa lên cao một xíu và không muốn nhìn thấy cái đoạn run này ha. À, thì tôi sẽ đưa lên cao bằng cách tôi đưa lùi lại ha, đưa lùi lại. Tôi cho này bằng không đi. Không ha. Lên được ạ. À, bây giờ tôi muốn đưa lên cao để nhìn thấy cái không gian bên dưới, à, cái những cái tòa nhà lung linh đèn như thế này, thì mình sẽ đưa lên cao bằng cách mình nhìn vào đây luôn ha, cho dương lên, à, cho dương thì nó sẽ cao hơn, dương lên và tôi cho tiến về phía trên một phía bên phải một chút, à, tức là tôi muốn chẳng nằm đây và cao cao hơn lên. Giờ tôi render thử. Đúng ý mình rồi ha. Bây giờ mình ta dừng lại. Coi như xong được cái không gian đấy. Bây giờ tôi sẽ đi đặt đèn, à, đặt đèn vào ba lồng ở trong này. Thì tôi sẽ dùng một đèn V-Ray Light và copy ra cho ba cái. Đây là V-Ray đèn ha, lấy V-Ray Light. Từ tôi sẽ phóng lớn vùng nhìn top này lên. Chúng ta bấm Shift Q. Đây ha, phóng lớn vùng nhìn này này. Giờ chúng ta zoom lớn đây để thấy được cái chỗ lồng đèn. Đây. Tôi dùng V-Ray Light. Tôi vẽ ra một cái như vậy. Đấy ha, tôi sẽ không dùng tôi kéo ngoài để bạn thấy là tôi không dùng đèn dạng phẳng mà tôi sẽ chuyển thành một dạng khối cầu là dạng sphere nó thành khối cầu như thế này rồi ánh sáng của mình chúng ta quan sát tức là không gian của mình chúng ta thấy ánh sáng vàng hắt ra do vậy tôi sẽ đổi một cái màu hơi vàng vào đây. Có thể vàng tươi hơn một chút xíu ngã về đây ha vàng này bạn cũng thể nhập số ví dụ bạn nhập một số nào đó vào đây ba số thì chúng ta có thể có được cái màu tươi hơn à, mình muốn tươi hơn có thể đẹp đây tươi hơn nữa hoặc là mình chuyển này xuống đây chúng ta sẽ có thể tươi hơn nữa nhé thì tôi lấy một cái màu vàng như thế này ok rồi mặc định tôi để cường độ ánh sáng của nó bằng một như thế này nha. Nhớ dùm là tôi vẽ ra tôi chọn khối là cái kiểu chuyển ánh sáng ở đây tôi có bốn kiểu ở trong phần lý thuyết có nói kỹ từng kiểu này là gì rồi thì tôi chỉ nói là bây giờ tôi không dùng lại phẳng mà tôi dùng khối cầu ở dạng sphere và cái phần cường độ ánh sáng ở đây cường độ ở đây thứ nhất là tôi dùng cường độ mặc định của nó là 1.0 và màu tôi đổi thành một màu vàng kem bán kính thì tôi tùy thuộc ở chỗ này thôi tùy thuộc chỗ này bao nhiêu tôi vẽ bán kính bấy nhiêu thì tôi sẽ cho luôn vào đây. Đó, tầm nó vào chính xác chỗ này. Bạn có thể zoom lớn lên xí nữa. Và chúng ta sắp vô. Vậy. Rồi, cứ để mặc định như vậy ha. Invisible là không muốn nhìn thấy cái lồng đấy, chỉ thấy ánh chỉ cần để ánh sáng thôi và không thích không cần double size. À, không cần double size tức là hai mặt chỉ cần một mình nó thôi và tôi cast shadow để hiển thị shadow. Rồi, bây giờ tôi sẽ copy ra cho những cái đèn khác thì tôi khóa chọn lại để tôi copy nó khỏi bị mất chọn. Tôi nhấn Shift và tôi copy qua cái lồng bên này một cái. Thì tôi muốn cái lồng nhỏ thì cái khi tôi điều chỉnh cái cường độ nó sẽ thấp hơn so với hai lồng lớn. Đó, cho nên tôi sẽ để copy để tôi điều chỉnh. Rồi, tôi lại tiếp tục. Tôi
copy xuống dưới đây, lại nhấn giữ shift và copy qua bên đây. Nhưng mà bây giờ tôi không thích copy từ đây qua đây, tại vì tôi muốn copy cái này với cái này nó giống nhau, cho nên tôi cancel đi. Tôi chọn cái đồng cái PayDayLine thứ nhất, mình có thể chọn bằng select by name PayDayLine số 1, tức là đầu tiên ở đây. Chúng ta khóa chọn và chúng ta nhấn shift kéo. Thì hai cái lồng đèn này tôi muốn là khi bật lên thì nó giống nhau, cho nên tôi sẽ để instant. Còn cái lồng đèn này nó sẽ khác so với hai cái đèn này. Đấy, thì tôi zoom lớn lên và chúng ta điều chỉnh nó vào ngay giữa. Rồi, sau khi đặt đèn xong thì chúng ta chọn lên cả ba đèn ha, chọn cả ba đèn, select cả ba đèn lên. Khóa chọn để chúng ta sang vùng nhìn front. Chúng ta thấy mọi thứ khi chúng ta vẽ vùng nhìn top đang nằm dưới đất hết, nằm dưới x bằng 0 hết. Z cũng không hết, chúng ta sẽ phải kéo lên cho nó khớp vào cái lồng đèn này. Đây, thì tôi kéo cho nó khớp hai lồng đèn lớn. Sau đó tôi bỏ chọn đi, tôi sẽ đưa cái này lồng đèn nhỏ vào giữa đây cho nó. Rồi, chuyển về vùng nhìn camera và chúng ta thử render coi mặc định với màu vàng của ba ngọn đèn này và mỗi một ngọn đèn là cường độ bằng 1 thì sẽ kết quả như thế nào. Thứ nhất là ánh sáng rất yếu, nó hắt xuống đây rất là yếu. Thứ hai là ba cái lồng này chúng ta chưa map chất liệu. Do vậy là chúng ta thấy rằng nó rất là tối. Giờ tôi sẽ tự động tôi tăng lên ví dụ bằng 1, cường độ bằng 1 ha, đèn này đi. Về đây đầu tiên tôi tăng lên bằng 10 đi. Thì coi như tôi tăng hai cái, mỗi cái bên này là 10, ở giữa tôi chưa nói, chúng ta xem thử. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng đó. Nó gấp tăng gấp 10 lên thì nó sẽ sáng ra xung quanh thế này. Đây là tăng gấp 10 lần, sáng hơn, sáng hơn, và đồng thời làm không gian mình sáng hơn nữa. Để tôi sẽ giúp chúng ta áp chất liệu để cho hiển thị. Bây giờ thay vì 10 tôi tăng nữa đây, gấp 3 lần. Chúng ta cập nhật lại để mình hiểu rõ cái đèn đây đã, rồi mình sẽ thấy cái giá trị khi chúng ta map chất liệu vào cho cái vật liệu của hai cái phần lồng đèn ở đây, trục đèn ở đây. Thì bây giờ ánh sáng chưa xuyên thấu qua mấy cái lồng đèn của mình, do vậy ánh sáng nó chỉ được gói gọn ở trong cái lồng của mình và nó tỏa xuống dưới thôi. Chúng ta thấy hiện gì rõ ràng như vậy. Cái đèn trong này tôi cũng tăng lên một chút đỉnh ha. Đây, tôi sẽ chọn cái VDLine ở trong chỗ này là VDLine số 2. Rồi, tôi tăng lên 10 đi. Rồi, tôi cập nhật. Có nhiều yếu tố đem lại cái ánh sáng mình chưa vừa ý. Thứ nhất là mình chưa map chất liệu, đúng không? Chúng ta mới đang sử dụng GI, tức là ánh sáng dội, cái phần dội ánh sáng. Thì nó không gian mình nó được sáng do đèn mình đặt vào đây thì nó sáng hắt lên trên, hắt xuống dưới. Và khi mà nó phủ sáng ở đâu thì nó làm phản sáng lên, nó làm cho không gian xung quanh này nó được sáng lên thế này, đúng không? Để tăng lên gấp 10 nó sáng hơn, làm cho không gian mình sáng hơn chút xíu. Nhưng mà nó chỉ do cái phần GI nằm trong đây, tôi sẽ mở lại. Do cái phần mình kích vào đây nè, mình bật cái chế độ dội sáng đây, tức là không gian mình được sáng hơn. Mặc dù mình đặt đèn ở trong cái lồng, đặt đèn trong lồng, thì khi mà ánh sáng ở này này từ cái lồng nó tỏa xuống theo cái vùng của nó như vậy, thì cái phần không gian mà nhận ánh sáng thì tùy theo vật liệu mình map như thế nào thì nó sẽ phản ánh sáng ngược lại cho các đối tượng xung quanh. Nó làm cho không gian mình nó sáng ửng ửng lên, tại do đấy chúng ta có ba nguồn sáng và nó làm không gian mình sáng ửng hơn. Rồi bây giờ đi tiến hành map chất liệu cho cái lồng đèn, cho cái trục đèn bên ngoài. Thì map
cho các chụp đèn chúng ta map như sau. Mở chất liệu lên, chúng ta sẽ chọn một cái, hồi nãy chúng ta đặt tên đàng hoàng rồi ha, vách vách, bình bông, sofa, tranh, đây lồng đèn ha. Rồi chúng ta sẽ dùng một chất liệu V-Ray Material, đúng rồi, và thành phần diffuse, mình không lấy hình, không lấy màu, mà chúng ta lấy một dạng phone top. Phone top là một cái họa đồ, nó có độ chuyển, nó chuyển từ màu màu 1 sang màu 2, hiện bây giờ đang màu trắng màu đen, nó chuyển từ màu trắng chuyển ra màu đen chuyển. Thì tôi muốn lồng đèn của tôi khi mà tôi map vào đấy, nó có độ chuyển từ màu vàng sang màu trắng, độ màu vàng sang màu trắng như thế này, cho nên tôi sẽ lấy phone up. Rồi màu đen tôi chuyển thành một màu cam vàng. Màu này tạm thời tôi cứ để màu trắng trước nha, tôi chưa đổi cái gì bên dưới. Đúng ra thì chúng ta muốn để vậy xem trước, sau đó mình sẽ đổi kiểu xem nó như thế nào ha. Đấy, bây giờ tôi sẽ map vào cho các cái lồng đèn ở đây. Nhưng mà hiện bây giờ chúng ta chưa có gì, bạn biết không, mình chưa cho cái độ trong suốt. Thì tôi cứ map vào đã. Ở chỗ này cái lồng đèn này đang là gấp, nó đang rút lại với nhau ha. Thì thôi mình cho hết nó vô một cái luôn đi. Đúng ra thì cái chỗ này chúng ta phải ungroup ra, tôi chuyển vùng với perspective, hoặc là có thể mình chọn chưa đúng ha. Giờ tôi zoom cận vô đây để tôi xem ở đây nè. Đó, mình chọn chưa đúng, mình đang chọn cái khung ngoài ha. Cái khung ngoài giờ tạm thời tôi chưa ấy, thì tôi chọn một cái màu nào đó cho để đỡ cho nó đi. Đấy, rồi tôi chọn cái lồng là cái màu xanh xanh lá dây cây ở đây. Đó, cái lồng này thầy, thì tôi chọn cái màu này. À, nhớ bây giờ mình muốn cho nó trong suốt và nó xuyên ánh sáng qua, tức là chất liệu thủy tinh mà cho ánh sáng xuyên thấu qua được, thì mình có nói lý thuyết hồi nãy sơ qua một chút. Thì tôi sẽ chạy trở về mà tôi thành phần diffraction này đây, tôi sẽ cho nó trong suốt chút đỉnh, tức là giá trị này tôi trong suốt từ 20 đến 30. Đó, tức là nó ngã từ đỏ đen đây này, tôi ngã bớt về đây thì nó trong suốt 20% so với không trong suốt tí nào. Đây không, tức là đây thì nếu 100% thì nó lên tới đây ha. Vậy thì tôi để là thôi như vậy, 20% trong suốt chút chút. Và nhớ dùng, chúng ta phải kiểm nhận vào affect shadow để cho xuyên thấu chất liệu qua ha. Rồi bây giờ chúng ta map vô cho lồng đèn, xem các loại lồng đèn khác ha. Ta chuyển về một nhìn camera bằng cách bỏ phím C. Rồi lồng đèn ở đây map lại, mình cũng kiểm tra coi lồng đèn đây mình khi được thiết kế đó người ta vẽ bao nhiêu thứ, mình phải kiểm tra lại đây. Nếu mà mình học vẽ cái này từ đầu chúng ta sẽ biết làm gì. Cái đèn lồng này tôi có một cái khung bên ngoài và một cái cylinder ở đây, một cái lồng rỗng trên dưới ở đây. Cái này tôi vẽ bằng đất, bằng donuts và tôi extrude lên. Vậy thì tôi sẽ đỏ vào đây. Chọn cho đúng rồi mới map vô. Trở lại vùng nhìn camera. Và cả cái lồng bên này cũng thế ha, map vô. Rồi bây giờ chúng ta render lại. Đấy, không gian bây giờ của mình sẽ khác hơn so với chúng ta chưa map chất liệu cho cái lồng. Không gian sẽ nhuộm vàng. Mình thấy là cái độ vàng chúng ta giỏi đến đây rồi, mà trong suốt thì chưa có được nhiều lắm. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh bớt lại như thế này, tức là cái độ phone đó hồi nãy đó mình sẽ vào lại thành phần diffuse. Ví dụ như màu trắng này,
chúng ta coi lại cái ảnh cuối cùng. Very buffer solar. Ảnh cuối cùng thì chúng ta thấy rằng cái độ đậm đặc này này nó còn nhiều quá, đúng không? Bây giờ tôi muốn cho nó trong suốt hơn nữa. Mình tắt background đi và mình có thể bật lớn để mình quan sát ha. Nó đây. Ở đó độ chuyển từ trắng sang từ vàng sang trắng ha. Mình có thể giảm bớt màu trắng này đi một chút chẳng hạn, ví dụ như khoảng 50% trắng. Rồi. Tôi sẽ cho refraction xuống. Ủa nãy tôi lấy 20 mà giờ đâu mất rồi ha. Tôi cho lại 20. Đây, phải 20 ha. Đó là nó phải trong suốt, nó lấy đúng 20 cái đã. Và cái độ nhòe này này đó, thì tôi cho 0.6, nó hơi nhòe một chút xíu. Rồi chúng ta render lại. Hồi nãy là do mình cho 20 vì lý do là chắc tôi có thể quên cách cancel, cho nên chúng ta thấy là không có độ trong suốt một chút nào hết, thì cái khung cảnh của mình nó đèn nó không có trong suốt. Giờ mình cho trong suốt lại rồi ha, ok đàng hoàng. Rồi mình cập nhật lại nào, để show lên rồi mình kích render. Đóng màn hình xuống, mở lên lại chúng ta sẽ thấy là đó, đây ha, cái render. Bây giờ với độ trong suốt 20% thì chúng ta sẽ thấy là cái lồng đèn mình nó sáng rực lên với so với chúng ta không có cho trong suốt. Có ba cái lồng đèn này được sáng lên. Nếu mình muốn cho nó được trong suốt hơn nữa thì thay vì 20 bạn có thể tăng lên 30, 50, tôi tạm thời cho 50. Và chúng ta render lại. Đó, đây là lý do tại sao khi chúng ta set up cắt light cắt và in real map chúng ta chọn very low và cái light cắt chúng ta chọn 100 thôi. Để cho nó khi chúng ta render thử nhiều lần như vậy nó sẽ nhẹ hơn, chạy nhanh hơn, đỡ thời gian chờ ít hơn. Đó. Thì khi mình tăng cái độ trong suốt từ 20 lên 50 thì cái lồng đèn mình nó được sáng hơn nữa, tức là nó trong hơn nữa, ánh cái đèn bên trong nó được rọi ra ngoài được nhiều hơn. Đấy ha. Thì trong quá trình học thì một số anh chị hay hỏi cô ơi bây giờ đặt đèn vào trong cái lồng này thì cái lồng bên ngoài á nó chắn sáng rồi, làm sao cho nó xuyên qua được, ánh sáng nó xuyên qua được. Thì cái mấu chốt của mình ở đây là chính là cái tính chất khúc xạ. Chúng ta cho tăng cái khúc xạ này lên nhiều bao nhiêu thì ánh sáng xuyên thấu qua ngoài được nhiều bấy nhiêu. Và đèn ở đây tôi cho muốn màu vàng như vậy thì tôi dùng một cái Fronop để hoàn phần diffuse. Tôi để hai màu vàng và trắng. Vàng trắng ra như vậy. Tại vì không gian này tôi muốn nó có cái không gian màu vàng cho này thì tôi để lồng vàng này. Còn nếu chúng ta muốn khác đi màu khác thì chúng ta pha màu khác ở chỗ này rồi ha. Rồi mình đi xong được cái lồng, ba cái lồng đèn rồi. Bây giờ tôi muốn đi sang đèn VRES để chúng ta có những cái đèn hắt vào tường ở chỗ này. Bắt bớt xuống ha. Rồi. Thì trước khi đi sang cái đèn EIS thì tôi muốn save cái file của tôi. Tôi reset, tôi mở một cái khác thì tôi nói rõ một chút xíu. Đây, tôi tạo một cái tấm len mặt dựng đứng và một tấm len mặt dựng nằm. Mặt dựng đứng tôi kéo cao hơn tí điểm. Rồi VRES VRE là đây ha, tôi sẽ kéo thẳng từ trên này xuống. Bây giờ đang bám rất sát vào tường mình đúng không? Thì giờ một là kéo đèn ra, hai là bỏ tường lui vô. Tôi sẽ cho tường tôi lui vào trong một chút. Đây, không gian mình nó như thế này.
Đấy ha. Giờ chúng ta render thử mặc định này. Thì đây cái không gian này tôi xem nó đã có V-Ray chưa ha. Đúng không? V-Ray rồi nè. Dùng buffer này. Noble sheet này. Đấy. Tắt đèn luôn này, đúng không? Để xem đèn này ra sao này. Rồi bật này lên này. Night capture này, giống như hồi nãy ha. Thì cái này tôi để là rất là thấp này. Anh bạn này thì tôi ghi là Nikes này, tôi cố tình làm lại chứ không, tôi lót của tôi lên là xong. Thì Nikes này tôi để là 100 thôi này. Rồi setting tôi sẽ để anh này là bây giờ dùng Dynamic ha, và này là 6.000. Rồi tôi ok. Bây giờ tôi render khúc này. Đây là đèn mặc định. Nó là một ánh sáng tròn đánh vào tường và đánh xuống dưới. Thì tôi muốn đổi cái ánh sáng này bằng những cái ánh sáng mà trang trí tường cho nó đẹp, trang trí ha. Thì ở đây thứ nhất á, mấy cái thông số này cho học lý thuyết nó nói ha. Thì cái quan trọng là cái cường độ, đây cái ánh sáng sức mạnh của nó hiện giờ là 1.700, rất là sáng đúng không? Thì bạn có thể giảm xuống, ví dụ như là 1.700 tôi xuống còn 500 thôi. Ánh sáng nó ít xuống như thế này, và chúng ta có thể đánh này ra hoặc là đánh cái này vào để nó cho kết quả khác nhau. Ví dụ tôi đánh hắt vào đây ha, đánh tường hắt ra, chúng ta xem kết quả. Đúng không? Cái nguồn sáng đã bị che hết đúng không? Là không có thấy gì hết. Bây giờ tôi sẽ xích ra chút xíu như thế này, thì nó có cho chúng ta những kết quả như vậy. Tức là ánh sáng một nửa chiếu vào trong, nửa chiếu sáng bên ngoài, nó ra như vậy. Bây giờ tôi không thích loại ánh sáng tròn như thế này mà tôi muốn ánh sáng khác, thì tôi lót vô chỗ tạc ghét này, tôi lấy vô. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn những cái ánh sáng ES rất nhiều. Đây để tôi nhớ lại ở trong đây tôi có rất nhiều ánh sáng ES. Đây là ánh sáng best. Thì đây là một loại khác nữa, loại ES rồi đó. Thì thay vì tôi nhìn trong này tôi không thấy được hết cái hình dáng, thì tôi sẽ ra bên ngoài này chúng ta xem. Đây đây là ánh sáng best, mình để chế độ view lên, view lớn luôn đúng không? Đó. Tương đương với số 1 ES chúng ta có loại đèn này, tương đương với 2 mình có cái này, tương đương với 3 mình có cái này, lấy cái này 3 dùng tuần được 7 vân vân. Thì đó là những cái ánh sáng EIS rất là nhiều. Là tí nữa chúng ta lấy một trong những thứ này vô. Đây là cái bộ sưu tập ánh sáng EIS best. Nếu chúng ta có loại khác nữa để xem có hình không. Ví dụ như ánh sáng ngoại thất. Ở đây chúng ta chỉ có hình là có cái EIS thôi, không có hình. Có hình chúng ta phải lót cái bên này. Chúng ta xem thêm bên ngoài ha, có rất là nhiều cái, rất là nhiều. Thì bây giờ tôi sẽ lấy best EIS vào đây. Lấy vào đây thì ví dụ như vô ES best đèn ES, tôi muốn nhìn nó dọi vào và nó buông ra giống như cái 14 hoặc 15 này, gần giống nhau ha, nhưng mà cái ánh sáng 15 thì cái phổ nó rộng hơn này, nó sẽ ấy hơn, thì tôi mới 14 nha. Thì tôi lót 14 vô đây. Đấy, giờ chúng ta xem đây. Mặc định nó lót vào thì trước nhất chúng ta được cái gì chưa? Nó rất là sáng, sáng đến độ mà mình không nhìn thấy cái tia nó ra sao hết. Rồi được rồi, không thể bị chờ ha. Giờ tôi giảm power xuống. Đây, power nó đang tới 4.800. Tôi cho xuống 1.500. 150 trước đi. Rồi lên đây. Từ 4.850 xuống còn 150, đã thấy được cái tia này. Vậy là tùy theo không gian của mình, tùy theo không gian mình là lớn hay là nhỏ mà chúng ta set lập cái giá trị này cho nó
cho nó vừa để nó hiển thị ra, chứ không có cái thông số rõ ràng cho tất cả. Đó. Ví dụ như cái bạn để càng gần thì nó càng sáng như vậy. Ví dụ như tôi cho xa hơn, tôi cho xa hơn ha, xa hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng nó ít sáng hơn. Đó, thế là nó xa tường ra một chút xíu. Nó ít sáng hơn và cái phổ nó rộng rã hơn. Đó. Thì ngoài ra như vậy thì chúng ta cũng có thể là giảm bớt xuống nữa. Đó. Trong trường hợp là cần nó giảm bớt xuống nữa, tầm 50 thôi. Mình đang chọn lộn vùng nhìn phân rồi, nhìn top rồi. Chọn lại và render lại. Vẫn vùng nhìn top đúng không? Đây, kích vào đây. Mình giảm xuống còn 50 thôi thì ánh sáng là như vậy. À, thì vậy là chúng ta hiểu cái đèn BEAS của version V-Ray 3.01, thì họ đã thiết lập luôn cái V-Ray, đèn V-Ray EAS cho mình. Thế nên mình không cần phải xài lúc trước đó, version cũ thì không có, chúng ta phải dùng Photometric là ánh sáng này để chúng ta vẽ tặng SLS xong rồi chúng ta mới lấy ánh sáng web vô. Chúng ta mới lấy ánh sáng web vô vân vân thì giống nóng ra kết quả giống như vậy, nhưng mà chúng ta qua nhiều công đoạn và thông số nó rối rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì đã có cái version mới thì chúng ta sẽ sử dụng cái version mới, cái đèn VRAYES sẽ tạo ra thế này rồi ha. Bây giờ mình ứng dụng như vậy qua trong quá trình làm bài của mình. Chúng ta open cái file hồi nãy này, trả lại my begin rồi, không có lưu cái này, tôi trả lời không. Bây giờ tôi sẽ thiết lập hai cái đèn ở đây ha, hai cái đèn, một cái và hai cái. Thì tôi sẽ chuyển về vùng nhìn front, tôi zoom nhỏ lại như vậy. Vậy là nó không có đánh trước mặt mà đánh hông, cho nên tôi để vùng nhìn left đây. Chuyển sang vùng nhìn left ha, thì hai cái đèn tôi đây, tôi sẽ dùng VRAYES và tôi kéo từ đây xuống, thì tôi làm từng cái đã ha. Chọn một cái, tôi nhấn shift, tôi chọn cả nguồn cả đích này, cầm chôn ha. Rồi nhấn shift kéo ra đây, chúng ta có hai cái. Thì tôi muốn hai cái này tôi có thể điều chỉnh khác nhau, tôi không nhất thiết phải giống nhau, cho nên tôi để copy. Rồi tôi sẽ chọn cả hai từ đó lên là V-Ray ES, nhấn shift xuống tới đây. Tôi khóa chọn lại. Bây giờ tôi về vùng nhìn top thì tôi kéo vào vị trí. Thế là hồi nãy mình vẽ tạo vùng nhìn left thì nó nằm tuốt ngoài này, nó phải vào trong đây cơ. Thế nên bây giờ mình khóa chọn rồi, mình di chuyển rồi, lăn lớn lên xíu, pan qua. Chúng ta nhấn nhấn phím giữa chuột để chúng ta thành công cục pan nhanh nha. Rồi zoom lên nữa và chúng ta thấy là chúng ta đặt đúng chưa, đặt đúng chưa. Thì bây giờ tôi có quyền bỏ chọn này, tôi chọn nồng này, cẩn thận ha, kéo bớt vào đây. Rồi ban lên, chọn này, điều chỉnh lại. Rồi thì bây giờ đèn á muốn hắt tường thì cái nguồn nó ở trên, nhưng mà cái đích của nó đó, cái mục tiêu của nó phải chiếu hắt vào tường và thậm chí hắt theo cái hướng xéo xéo hay là hắt thẳng nữa. Do vậy tôi sẽ trở về vùng camera để chúng ta thấy nó như vậy. Tôi sẽ chọn cái nguồn này nha, tôi sẽ kéo vào mà kéo trên vùng nhìn camera ra, còn không rất là khó định hướng thì tôi chuyển về vùng nhìn phân đây. Thì chúng ta có thể kéo cả hai luôn, rề như thế này, cả hai cái đích của cả hai cái đèn, cẩn thận ha. Đây một cái đi, tôi kéo vào trong tường trước ha. Thì đây là bức tường của mình, bức vách của mình đây, thì tôi kéo hắt vào. Nếu mình hắt vào đây luôn thì khi mà ánh sáng nó chiếu vô thì chỗ này nó tạo độ gắt, thì mình cứ kéo đi rồi từ chỉnh từ từ ha. Thật tình thì không nhất thiết mình phải để đèn đúng ở cái lòng này đâu. Đó, mình có thể để nút vào đây. Thì cái đèn ở đây, cái chụp đèn ở đây thì nó chỉ là một cái giả lập. Ánh sáng tôi để như vậy, tôi để một cái thấp cái cao nha. Rồi
Bây giờ tôi sẽ lấy ánh đèn, cái loại đèn VIS số 14 hồi nãy vào để chọn lại cái nguồn. Chúng ta vô modify nong, chúng ta lấy số 14. Đèn này là đèn số 2, tôi chọn lại đèn số 1, tôi làm tương tự. Tại vì tôi muốn để instant. Copy hồi nãy tôi lấy phải hai lần, còn nếu instant thì lấy lần thôi. Vậy tôi muốn điều chỉnh hai đèn theo hai cái phong cách khác nhau, cùng là một loại đèn ES nhưng mà các cái thông số có thể khác nhau. Rồi tôi có thể xoay xoay hướng khác nhau nữa, cho nên tôi để hai cái đèn khác nhau. Rồi, chuyển về mình camera và bây giờ chúng ta render thử coi. Với cái power hiện hành là 4850 cho khung cảnh của mình với hai cái đèn ES đang dọi vào tường thế này, chúng ta được cái gì ha? Đây là kết quả mình đạt được, tức là hai cái này mình dọi thẳng vào, dọi thẳng thì nó tạo ra ánh sáng tròn hắt thế này, còn nếu mình để sát vào tường mà đẩy xuống giống như minh họa hồi nãy đó thì chúng ta sẽ tạo được cái vệt giống như ánh sáng chúng ta mong muốn. Do vậy bây giờ mình sẽ điều chỉnh nha. Mình sẽ lấy cái nguồn này mà kéo sát vào đây ha, cả hai nguồn, cho nên tôi sẽ chọn bằng tên VD Line 1 và VD EIS 1 và VD EIS 2, tôi hai chân lấy của nó. Tôi khóa chọn, tôi bấm nhấn Run, tôi kéo nó vào, zoom lên luôn. Đúng không? Nó nằm tầm đây. Tôi kéo nó sát vào tường một chút, hát vào đây. Và hai cái này tôi không chiếu soi vào trong hẳn vào trong tường đâu, tôi kéo hát xuống thôi. À, tôi kéo hát xuống, à, hát ra đây. Có thể hát sâu xuống xí. Coi như là nó gần, nó hắt gần vào tường ánh sáng tôi, nó sẽ phổ rộng như thế này ha. Nó không có bị dọi thẳng góc 45 độ nữa mà giờ đang xéo xuống khoảng 35 25 độ. Rồi chúng ta xem kết quả lại ha. Chúng ta cũng có thể là render cái vùng này xem nó như thế nào thôi cho đỡ mất thời chờ đợi, thì chúng ta sẽ mở fan buffer lên. Và chúng ta lấy ở đây nè, là cái lệnh là rerun render, tôi render cái vùng của tôi thôi, vùng chọn của tôi thôi, thì tôi sẽ vẽ một vùng như thế này đấy. Thì trong render thì nó chỉ render cái vùng này thôi cho nó nhanh. Chúng ta sẽ có được cái đèn hắt xuống, phổ xuống như vậy. Chưa? Hai cái đèn phổ xuống vậy thì chúng ta suy nghĩ coi bây giờ chúng ta hai cái đèn phổ xuống vậy chúng ta thích chưa. Rồi cái cường độ cái power giờ rất là lớn, chúng ta giảm power xuống, hoặc là chúng ta thích cái loại đèn mà hắt lên cả trên xuống trên dưới luôn, thì chúng ta xem lại đèn ES chúng ta có nhiều loại. Chúng ta có loại đèn số 3, đèn số 3 là đèn này đây đúng không, nó vừa hắt lên trên nó vừa hắt xuống dưới. Nhưng mà đối với cái loại trục đèn này của mình thì không thể sử dụng loại đó mà nó hợp lý được đó. Bởi vì cái trục này là trục thẳng này đúng không, mình thấy cái trục dọi thẳng vào tường đó. Không phải là cái trục mà hở trên hở dưới để chúng ta có thể đánh sáng trên dưới. Thì đây là tôi dùng ánh sáng này nhưng mà tôi điều chỉnh lại cái power cho nó ít xuống ha, rồi tôi kéo có thể là kéo xéo đi. Rồi thứ nhất là như vậy, thứ hai là tôi đổi màu, tôi không muốn ánh sáng trắng. Ánh sáng của tôi cũng vàng vàng cam cam theo cái không gian của tôi. Thì giờ tôi chọn vào đây, thứ nhất là tôi sẽ giảm bao ơ từ 4800 xuống, tạm thời tôi cho xuống khoảng 200 thôi, và màu cam, màu vàng cam. À, nếu tôi muốn cái màu vàng này sẽ được bắt chước cho cái màu vàng của lại của cái đèn kia thì tôi kích phải vào màu đèn, tôi copy, tôi sang bên đây và tôi
kích phải từ bếp ra, hai màu nó giống nhau. Và tôi cũng giảm bên này xuống còn 200 thôi. 200. Rồi, tôi xem lại ha. Cũng chỉ render cái vùng này thôi. Đó, thì chúng ta có loại để nó sáng như thế này. Hai cái ánh sáng đã hắt thêm một phần cách như thế này. Nếu thích thì tôi có thể đổi, ví dụ cái đèn này tôi hắt thế vậy, cái đèn này tôi hắt khác, đúng không? Hắt khác. Thì cái đèn số 2 này mình có thể lấy thử cái khác nữa. Đó, mình xem. Đèn thứ hai, thay vì tôi dùng cái số 14. Chúng ta xem mẫu hình nha. Thay vì tôi dùng số 14, giờ tôi dùng cái này là cái best, cái nice ES. Tôi dùng cái cuối cùng. Và mặc định thì khi mình lót vào ấy, thì nó đã có thông số lớn rồi, chúng ta cứ xem thử. Để đưa cái vùng đó nữa. Với cái power rất là lớn thì nó cháy sáng luôn. Thì cái loại đèn này cái nó sáng hắt cả lên trần cho mình một chút. Thì do vậy ở đây tôi sẽ giảm xuống, giống như hồi nãy là giảm xuống còn 200. Rồi, giờ lên được lại. Thì vậy là chúng ta có hai cái phổ đèn. Một loại là cái phổ đèn ánh sáng nó rộng hơn. Này. Đó, nó hổ rộng hơn, hai là nó hẹp hơn mà 3 tia. Đó, thì cái này hẹp hơn là 3 tia. Đó, cái này hẹp hơn cũng 2 tia. Thì vậy là mình thích cái nào chúng ta sẽ xét lập. Ví dụ như thường thường thì người ta sẽ dùng cùng một loại cho cái không gian này thôi chứ không dùng ba loại, hai loại như thế này. Nhưng mà tôi muốn dùng hai cái khác nhau để chúng ta quan sát. Bây giờ tôi ăn bạn này thì tôi sẽ cho sát vào trong tường hơn. Vùng nhìn phân chọn cả hai, tôi muốn nó cao hơn đây. Ánh sáng rọi nó cao hơn đây, zoom vô tới. Thì tôi sẽ cho sát thứ nhất là cao hơn xí, thứ hai là sát vào tường, rồi cả ánh sáng trên nữa. Cả cái chụp thì cái này là target số 1. Tôi sẽ chọn bằng tên cái số 1. Đó. Rồi, tôi sẽ khóa lại. Tôi sẽ xích nó đều chỗ nữa. Rồi mình xem không cái này nó khác hơn chỗ nào ha. Tùy theo cái khoảng cách của cái đèn đối với tường mà nó tạo ra một cái hiệu quả khác nhau. Đó. Thì cái này mình thấy nó gần với ánh sáng, với lại cái kia hơn nữa. Đấy ha. Nhưng mà theo hình mẫu thì tôi xài thế này. Không? Tôi cho một cái nó quăng xéo xéo như này. Để cái này nó hơi xéo xéo nhẹ nhẹ vậy. Được chưa? Vậy thì tôi không có để thẳng xuống mà tôi dùng cái ánh sáng best nice ES này, tôi cho xéo vào đây. Vậy thì tôi sẽ đổi luôn nhá. Thay vì tôi lấy vào tôi điều chỉnh. Đây, tôi chọn này. Tôi lấy thay vì đổi số 14 thành cái nice. Và tôi giảm xuống 200. Chúng ta thấy nó đẹp hơn. Giờ tôi muốn nó xoay đi, mình có thể xoay bằng tay, bằng cách mình kéo cái tạc ghét, đúng không? Mình kéo cái tạc ghét xéo đi, kéo cái tạc ghét này, đó, xéo qua bên này, đó. Hoặc là ở trong thông số ES nó cho sẵn mình cái giá trị xoay, mình muốn xoay x dư âm dương, đúng không? Đây, chúng ta có xoay này, xoay x xoay y. Thì ví dụ như giờ tôi nói xoay y nha, xoay y cho tôi xoay xiên bên chụp. X cho tôi đi cho tôi 90 độ đi. Chúng ta xem thử coi chuyện gì xảy ra. Ở đây là đang thẳng, bây giờ xoay 90 độ rồi, xem biết nó xoay đi đâu rồi. Ha,
là nó xoay ốp lên tường, thay vì nó dọn ở đây nó dọn lên trên trường. Đó, thì mình chỉ muốn xuyên qua đây ít thôi đúng không, xuyên qua đây hoặc xuyên qua đây ít thôi. Vậy tôi cho giá trị âm đi ha, đây về tới 90 thì tôi âm ở đây âm khoảng 15, âm 15 nha. Đưa đưa lại nữa. Thì bên đây là x mà bằng 0 này, thì cái này là xoay âm 15 này. Nó xiên qua bên đây. Đó, mình muốn xoay nữa thì cứ việc xoay, nhưng mà thường thường thì ít khi điều chỉnh. Tại điều chỉnh đó chúng ta render nhiều lần lắm. Thì tôi chọn cái này nè. Rồi tôi từ vùng nhìn lép á. Được chưa? Thì ta muốn nó xiên bên nào ta kéo cái này bên đó. Thì nó cũng tạo được cái kết quả. Bên này cũng vậy, tôi không muốn thẳng, tôi muốn hơi xiên về bên này một cái, hơi xiên xéo xéo đây. Rồi, về vùng nhìn này tôi render lại. Chúng ta có hai cái nến đèn rọi xiên qua hai bên nha. Thì tùy theo mà chúng ta thể giảm hơn giảm bớt, giảm hơn giảm bớt. Ví dụ như này bạn giảm bớt đi một ít, cái này giảm bớt một ít được. Mà ánh sáng giờ tôi muốn nó vàng cam hơn cơ, cái này đang vàng chanh cho nên là tôi đổi màu nữa ha, đổi màu nữa cho nó xuống vàng cam hơn. Tôi cho vàng cam hơn, tức là nghiêng về đỏ nhiều hơn, nghiêng về đỏ nhiều hơn. Thậm chí là cho lên nhiều hơn nữa thì không gian nó đậm đà luôn. Rồi tôi copy. Rồi tôi paste ở đây. Hai cái đèn này cùng một màu. Rồi tôi render. Không gian mình nó sẽ vàng cam. Nó thường thường màu vàng ý nghĩa của nó nhìn là hoàng tộc hơn. Thì không gian mình nó sẽ sang trọng hơn, nó coi đây đúng không, màu vàng vàng đậm hơn nữa. Đó, do hiện bây giờ tôi chưa map chất liệu nữa đúng không, chất liệu mọi thứ đang màu trắng hết. Tí xíu mình map xong thì cái không gian mình nó luxury, một cái căn phòng rất là sang. Rồi thì nó có hai cánh màu, ánh màu đó. Vậy là chúng ta đi được hai loại đèn. Một loại đèn V-Ray Light đặt vào ba cái lồng đèn này, nhưng mà mình không dùng chế độ đèn phẳng mà dùng chế độ đèn khối cầu, đèn sphere. Rồi mình map chất liệu cho ba cái lồng đèn này sao cho nó trong suốt để nó xuyên thấu, và nhớ kiểm nhận effect shadow cho ánh sáng nó xuyên thấu qua. Và được màu vậy là chúng ta map V-Ray material với thành phần diffuse là một cái offset, trong đó nó pha từ màu vàng sang màu trắng, chúng ta có kết quả như vậy. Còn đây là hai đèn vừa làm xong, là hai đèn V-Ray EAS với cái loại đèn Nice, loại đèn Nice, loại đèn cuối cùng trong bộ sưu tập loại đèn này. Còn lại chúng ta có thể điều chỉnh lấy thứ bất cứ cái nào khác. Rồi quay về không gian của mình, bây giờ chúng ta sẽ đi thêm các cái đèn phụ. Ví dụ như tôi muốn chỗ này nó sáng hơn này, đúng không? Sáng hơn. Ta có mấy loại đây. Có thể để sáng hơn nữa này. Vừa đặt sáng hơn nữa, sáng hơn nữa. Thì sáng này chúng ta thấy là có một cái ánh sáng bên ngoài. Hát ở đây. Thì thật tình á, nếu mà chúng ta không dùng cái phông bên ngoài này, thì chúng ta phải đặt một cái đèn VD Light từ ánh sáng bên ngoài đánh vô. Nhưng mà hiện bây giờ bên ngoài chúng ta đã sử dụng một VD Light rồi. Một chất liệu phát sáng, mà chất liệu đó được dùng chính cái bức ảnh này để mà phát sáng. Và cái tấm kiếng này mình đã cho xuyên thấu rồi, do vậy thì cái từ bên ngoài đã chiếu sáng vào trong nhà rồi. Chúng ta thấy như đầu tiên nó thấy nó chiếu sáng trong nhà rồi, thì tôi không đặt đèn từ bên ngoài vô nữa, thì tôi sẽ dùng các cái đèn khác trong nhà. Thì thứ nhất là trên trần này chúng ta có hai cái đèn hộp, thì tôi sẽ áp chất liệu cho hai cái đèn hộp bằng cách chúng ta chọn hai cái đèn trên này. Ta có hai cái ha. Đó. Chúng ta sẽ áp một V-Ray Material Light cho nó. Đây, chúng ta có thể chọn một cái gọi cho là đèn hộp ha, đèn trần. Thật cao hộp. Rồi. Thì bạn sẽ đổi standard bằng V-Ray Light Material. Nó sáng như thế này.
tức là thành phần cái loại đèn tự phát sáng. Rồi chúng ta tăng lên khoảng bằng năm trước đi, và đèn ta hắt ra cũng màu vượng vàng. Thì mình nãy nếu mình copy hồi nãy rồi mình có thể bết thẳng là đây đó, để cho màu nó đồng nhất trong căn phòng. Rồi chúng ta thử render lại. À, mà bây giờ mình sẽ tắt lại ha, mình không sẽ không có render khu vực nữa mà phải ra tới đây. À, thì mình tạm thời mình stop lại. Rồi ha, mình tắt cái render khu vực này đi, à, tắt render vùng đi, tôi render nguyên khung cảnh. Thì hai cái đèn hộp ốp trần này bây giờ nó được tỏa sáng ra, mà tôi đang tăng nó lên bằng 5 với cái màu vàng. Chúng ta thấy nó sáng rực như thế này, sáng quá đúng không? À, nhìn nó là muốn cháy nhà luôn. Cho chúng ta giảm xuống bằng 2 đi. Rồi bây giờ mình render khu vực thôi, mà mình đã không gian chung là thấy nó được như thế nào rồi. Thì đúng ra thì khi mình render mà chỉ render chỗ này không thôi ấy, thì không gian mình chúng ta đã bật chế độ rọi sáng mà đúng không? Thì thường thường á, nhựa ở trên này nó sáng, nó hắt lên trần thì trần nó nhận sáng, thì nó lại phản số, nó làm không gian thế này sáng hơn khi chúng ta không có đèn trên này. Và mình đang là bằng 5 thì mình giảm xuống bằng 2 thì không gian này sẽ tối hơn. Nhưng mà do tôi muốn làm render nhanh cho nên tôi render khu vực thôi ha, tôi rê lại khu vực này rồi tôi kiểm tra lại. Đây nó hắt là như vậy, đây là bằng 2. À, đây bằng 2 thì tôi nâng lên chắc 3 đi. Rồi tôi để đó đi ha, chừng nào mình làm tiếp theo bằng render sau. Đây ha, bây giờ tôi sẽ đặt ánh sáng phụ nữa. À, đặt ánh sáng phụ. Thì bây giờ tôi sẽ dùng BD Light. BD Light bình thường, nhưng mà ở dạng phẳng, dạng blend. Blend ha. Tôi sẽ chiếu như thế này, tôi zoom nhỏ lại. À, vùng nhìn này tôi sẽ chuyển, mình có thể đánh bên trái qua bên phải lại hoặc là đánh từ trên xuống. Bây giờ đánh từ trên xuống, nhưng mà ví dụ như trần này thì mình đã dùng cái đèn này rồi thì tôi không muốn dùng đèn trần, ánh đèn thẳng nữa mà tôi dùng đèn xéo, ví dụ xéo góc này đánh vô hoặc là xéo thẳng ở đây đánh vào, xéo góc này hay xéo góc kia, hoặc là tôi nằm thẳng ở đây. À, tùy theo tôi muốn hiệu quả tôi muốn đạt được cho cái khung cảnh mà tôi tạo đèn này từ trên vùng nhìn top hoặc là vùng nhìn left, vùng nhìn right. Thì ví dụ tôi tạo đèn trên vùng nhìn top, ánh sáng thẳng thì trần xuống ha, tức là ánh sáng chậm thì tôi có thể làm ít thôi, nhỏ nhỏ khúc này. À, tại vì tôi muốn là ánh sáng nó phủ ngoài này thôi, còn trong này tôi đã có những cái loại đèn này rồi, do vậy tôi tạo một cái, rồi tôi kéo cao lên. Bây giờ nó rất là sáng đúng không? Mặc định nó rất là sáng. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại từ 30 phải không? 5 thôi nhé. Rồi. Cho shadow invisible là nó không nhìn thấy cái miếng ánh sáng. Là nếu mà không invisible, nó sẽ thấy cái ánh sáng rất là sáng trắng trên này, nó tỏa sáng suốt. Mình invisible thì nó ẩn đi, chúng ta chỉ còn ánh sáng thôi. Và nếu double size thì nó sẽ chiếu sáng cả trần cả bên dưới, thì tôi không thích, tôi chỉ chiếu sáng xuống dưới nhẹ nhẹ thôi. À, bây giờ tôi để bằng 5, nếu mà sáng quá tôi sẽ giảm nữa. Giờ chúng ta chuyển camera, chúng ta xuất lại ha. Bây giờ mình mở lên, ta tắt cái vùng, tắt vùng đi đã nha, không xài dùng này. Sau đó thì chúng ta render hết lại. Vậy thì chúng ta sẽ không gian mình sáng hơn nữa, và chúng ta đặt ánh sáng ở góc ngoài này thôi, tôi chưa đổi thành màu vàng đúng không, ánh sáng trắng cho nên là nó làm cho giờ nó sáng, mà thấy hồi nãy nó tối đúng không, bây giờ nó sáng lên chút xíu, nó sáng hết cái vùng này lên với cường độ bằng 5.
Này, thay vì chờ đợi thì bạn hiểu rồi ha, tôi cancel để khỏi mất thời gian. Bây giờ tôi sẽ bết cái màu vào luôn, cái màu cho không gian nó cùng một màu vàng huyền diệu với nhau hết ha. Thì cái màu của nó chúng ta sẽ bết vào đây tiếp theo. Đấy. Nó có một cái màu vàng luôn, mà tôi thấy nó vẫn sáng nhiều lắm. Tôi giảm bớt cỡ 2 thôi, 2 ha. Để mình xem bây giờ cỡ 2 thì nó như thế nào. Mình show lát lên rồi mình render. Vậy là không gian của mình nó được cộng hưởng bởi rất nhiều loại ánh sáng. Tôi cố gắng là cố tình là tôi chưa có áp chất liệu gì nhiều trong phòng của mình hết, để mình thấy ánh sáng thuần nó tạo ra hiệu quả thế nào trên một cái ánh sáng của mình, trên một căn phòng của mình mà lúc đầu nó chỉ là một cái hình trắng như thế này. Đây, tôi sẽ mở lại. Nó chỉ là một lúc đầu nó chỉ là một cái hình trắng như thế này. Và bây giờ thì chúng ta đã tôi cho chúng ta so sánh. Đây. Bây giờ chúng ta có được cái không gian như thế này. Đúng không? Và chúng ta để là thuần thôi. Chúng ta để thuần chất liệu thôi. Chưa có pha chất liệu gì khác ngoài là một cái chất liệu cửa kính và cho phản chiếu ánh sáng bằng một cái vật liệu ánh sáng ha, vật liệu ánh sáng bằng cái tấm hình bên ngoài. Rồi trong cái nhà là tôi có sử dụng gạch gạch tile nhưng mà tôi chưa cho phản chiếu, cũng màu trắng thôi, trắng đen chưa phản chiếu ha. Giờ tôi giữ cái muốn muốn giữ cái màu thuần để chúng ta nhìn ánh sáng cho nó rõ hơn, cho nó thuần nhất hơn. Thì ở đây chúng ta có ba cái đèn lồng. Được tạo bởi ba cái V-ray light với cái kiểu là sphere. Hai cái đèn best, hai cái đèn V-ray EAS với dạng nice nằm trong bộ best EAS đánh vào trong tường như thế này. Hai cái đèn hộp ở trên trần sử dụng V-ray material light. Và một đèn V-ray light tôi phủ dọc theo cái sofa. Cái giường nằm ở ngoài này. Đấy ha, tôi sẽ tạm ngưng đây, chúng ta sẽ chuyển sang cái áp chất liệu cho căn phòng.